Thôi đánh luôn này. Bắt đánh bà xem. Không không. Không không. Hay lắm em ơi. Hay thế à. Một không nha người nội ngoại. Thế mà lấy rồi chứ có cái gì đâu. Đường nó để dao động anh à. Anh trên dưới. Không. Anh ngang. Chết. Khó lắm. Bê rượu nó là nó say rồi. Bỏ lên, bỏ lên. Hôm nay ngày 10 tháng 9 sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ. Sau khi rượu say, thịt chó nhà nhà, thịt chó và rượu đã say, kèo mới được thiết lập, ra sân bắt luôn 10 giờ đêm. Ba xét. Sân bên này là Hiếu. Hiếu tay to. Hiếu tay to. À, sân bên này là Hiếu tay to và Đức Cà Phê. Đối diện với Hiếu tay to với Đức Cà Phê là Hoàng Bán Tính. Hoàng Bán Tính cố lên. Sao lại cất cầu đi? Hoàng Bán Tính đã đánh cầu hỏng và mất cầu. Xin ban tổ chức quả cầu mới. Hoàng Bán Tính và Tuấn Anh. Đúng rồi bạn, đẹp số 57. Cầu không qua lưới. Đối diện với Tuấn Anh vua độ là Anh Đức Năng Khiếu độ. Đây là những cổ động viên hơi quá khích một tí. Cởi trần cuốn cắn vợt ngồi ngoài. Anh ta đang tủm tỉm vì là kèo sắp tới anh ta sẽ thắng. Anh ta cơ hội thắng rất lớn, anh ta đang tủm tỉm. Nhưng mà chưa biết thế nào được. Chưa biết mèo nào cắn mửu nào được, không đơn giản đâu. Còn đối diện bên kia là một cổ động viên hơi quá khích. Cởi trần, đứng ở đằng sau sân, hai tay chống nách.
Không được rồi, cầu đã vào cổ. Tuấn Anh. Nhưng mà dù sao kết quả có thế nào đi chăng nữa, đề nghị ông trọng tài mặt tươi tỉnh lên một chút. Điểm anh. Từ từ. Với điều kiện giờ này đã là rất là muộn rồi, nên là ban tổ chức yêu cầu là 2-4 vận động viên đang đứng ở hai sân đối diện nhau là đánh hết set 1 bước vào set 2 ngay, không có thời gian dừng nghỉ. Đúng rồi. Chiến ơi, xin chai nước. Thôi. Hoài. Đóng xong. Kiếm chai nước không rượu rồi đánh được xem nữa. Tỷ số hiện nay đang là 20 đều, rất là căng thẳng. Cầu thủ Tuấn Anh đang phát cầu. Đập cầu tốt. Hoàng Bá Tính đập cầu rất tốt. Đã hạ được. Cầu thủ Trung Hiếu. Tỷ số đang bây giờ là, điểm số đang là 21-20. Điểm số đã được ghi. Cầu thủ Anh Đức đã bắn vào lưới. Set thứ nhất đã kết thúc.